Sáng ngày 25 tháng 10, khu vực núi Bà Hỏa, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, Bình Định xảy ra sạt lở khiến lượng lớn đất đá rơi xuống đường Nguyễn Tất Thành, làm 3 người đi đường bị thương. Tại hiện trường, nhiều tảng đá sau khi rơi xuống đã vỡ vụn, nằm ngổn ngang khiến giao thông qua khu vực bị ngưng trệ. Sau khi nhận được tin báo, biệt đội hỗ trợ nhân dân SOS 115 tỉnh Bình Định đã điều phương tiện cùng lực lượng đến hiện trường, đưa người bị thương đến bệnh viện cấp cứu. Theo ông Ngô Hoàng Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Quy Nhơn, sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng thành phố Quy Nhơn, Ủy ban Nhân dân phường Đống Đa đã có mặt bảo vệ hiện trường, điều tiết, phân luồng giao thông. Hiện tại, lực lượng chức năng đang tiến hành xử lý, khắc phục vụ sạt lở. Thời gian tới, thành phố sẽ kiểm tra, đánh giá và có phương án hạ độ cao bờ ta luy dương của núi Bà Hỏa để đảm bảo an toàn cho người dân. Cũng trong sáng nay, tại khu vực 3, phường Gành Ráng, thành phố Quy Nhơn đã xảy ra sạt lở núi, khiến một lượng đất đá rơi xuống khu vực nhà dân. Rất may, vụ sạt lở không gây thiệt hại về người.